Messi là ứng viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng, khả năng chiến thắng được ước tính lên tới hơn 80%. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ bỏ túi danh hiệu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Đầu tháng 9, tạp chí France Football sẽ công bố danh sách rút gọn 30 ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Tuy nhiên, theo Marca, giải thưởng năm nay sẽ là cuộc đua của một vài cái tên bao gồm Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Rodri. Trong số này, trang tin của Tây Ban Nha đánh giá Messi là ứng viên số 1. Dựa vào màn trình diễn tại World Cup, Messi là ứng viên số 1 cho danh hiệu năm nay, Marca nhận định. Truyền thông Anh cũng chung quan điểm với Messi. Một số nguồn tin còn đưa ra tỷ lệ chiến thắng của Messi lên tới 83,3%, trang Quote, và cũng cho rằng Messi sở hữu 75% khả năng giành quả bóng vàng năm nay. Nếu tiếp tục được vinh danh, Messi sẽ sở hữu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, hơn 3 danh hiệu so với người đứng thứ 2 là Ronaldo. Tuy nhiên, Messi cho hay không quá quan tâm đến quả bóng vàng. Tôi đã nói nhiều lần rằng quả bóng vàng không quan trọng với tôi. Điều quan trọng với tôi là những danh hiệu tập thể. Tôi may mắn giành được mọi thứ trong sự nghiệp của mình và sau khi có World Cup, tôi càng không quan tâm đến quả bóng vàng. Nếu tôi có quả bóng vàng, đó là điều tốt, nhưng nếu không, cũng chẳng phải vấn đề, Messi tiết lộ. Quả bóng vàng năm nay được quyết định dựa trên những lá phiếu của các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người sẽ chọn ra top 5 cầu thủ xuất sắc, vị trí số 1 tương ứng với 6 điểm giảm dần xuống 4, 3, 2 và 1 ở các thứ hạng tiếp theo. Cầu thủ chiến thắng là người có số điểm tổng cao nhất. Kết quả cuối cùng được công bố trong gala trao giải ngày 30 tháng 10.